Thế thì tôi kể tiếp một câu chuyện. Câu chuyện này là đại đội 5 chúng tôi tiếp tục là chiến đấu sau khi đã giải phóng Campuchia. Gọi là giải phóng Campuchia nhưng mà thực ra chúng ta đã biết đấy, tức là toàn bộ cái chính quyền Campuchia từ trung ương xuống cơ sở này, rồi toàn bộ quân đội Campuchia gần như còn nguyên vẹn. Nó gọi là kháng chiến, tôi vừa đừng kháng chiến đấy, dựa vào Thái Lan, dựa vào các cái nước mà ủng hộ cái chính quyền Khmer Đỏ đấy để đánh lại chính quyền cách mạng của Yên Sâm Rin. Thế thì như các đồng chí đã biết, tức là ngày 17 tháng 2 năm 1979 ấy, thì đoàn quân Trung Quốc xâm lược tràn sang 6 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam để gọi là dạy cho Việt Nam một bài học. Tình hình đất nước lúc này thật là cam go. Nó như là ngàn cân treo lên dậy sợi dây chuối. Nhưng ở cương vị chúng tôi lúc ấy thì không nắm được tình hình và cũng không đủ tri thức để hiểu phân tích tình hình, cho nên là chỉ một lòng tin tưởng ở Trung ương Đảng, vững tâm chiến đấu ở chiến trường Campuchia mà thôi. Và khi nghe tin chiến thắng của quân và dân miền Bắc Việt Nam ấy, chiến thắng, nhân dân Campuchia cũng rất là phấn khởi, có hỏi anh em bộ đội Việt Nam là làm sao mà mỗi ngày diệt hàng ngàn tên Trung Quốc xâm lược. Ê, thì ông Thuận, anh Thuận người Thanh Hóa, anh năm nay 84 anh vẫn còn sống ấy, anh lúc bây giờ là chính ủy viên đại đội 6, thì ông ấy buồn cười, ông người dân tộc Thái đen ấy, Thái trắng, ông mới giải thích như thế này này: ở Việt Nam chúng tôi nó có một cái loại súng chỉ nhỏ, thằng này ông giơ ngón tay này thôi, anh chỉ vào khẩu súng các pin, còn những cái pin chúng ta thấy rất là nhỏ nhé, rất nhỏ. Đi săn của anh ấy, quân sư đi săn ấy. Ông bảo nó giống như thế này, nhưng mà bắn một phát ấy, nó chết một vạn tên. cho nên là đồng bào Campuchia nghe thấy thế thì đúng là trố mắt ồ à hết. Làm gì ông thật thà, không phải thật thà nhưng ông nói dối như thế. Nói khi mà nói câu đấy thì tôi lại nhớ lại, tức là sau giải phóng Sài Gòn năm 1975 đấy, nhân dân Sài Gòn mới hỏi bộ đội miền Bắc rằng là ngoài Bắc có tivi không ấy, thì cái cậu Phò tiểu đội tôi đấy là cậu là chiến sĩ, cậu ấy trả lời là úi ngoài Bắc thì tivi thiếu gì, chạy đầy đường. Chạy đầy đường. Không hiểu, nói câu chuyện vui vậy thôi. Thế thì ngày 22 tháng 2 năm 1979 ấy, thì được lệnh của tiểu đoàn ấy, thì đại đội 5 chúng tôi lại hành quân để mà tiếp cận đánh giải phóng cái phung Cần Đai, gọi là phung Cần Đai thuộc Karachi, tức là sau khi mà chiếm được thủ đô Đông Binh ấy, coi như là giải phóng Campuchia, nhưng còn nhiều nơi mà địch nó vẫn khống chế, nhất là trong rừng. Thì cái phung Cần Đai này ấy, là cái phung mà địch nó vẫn khống chế đấy, thì chúng tôi được lệnh tức là hành quân để đánh giải phóng nhân dân ở cái phung này. Hôm ấy là trời lắng lắm, lắng như đổ lửa ấy. Đấy. Cái rừng khộp nó mới bị cháy ấy. Than còn đỏ, cho nóng bỏng mà mập ấy. Nước trong bi đông của bộ đội thì hết từ lâu rồi ấy, từ buổi đó. Anh nào ấy cổ họng là khô như sa mạc. Anh Oanh người như người Nam Định ấy, giờ không gặp nữa. Tiểu đội trưởng tiểu đội Đại Liên ấy, khát quá. Rồi cho nóng bỏng, hành quân mệt như thế, máu ở mũi anh ọc ra, chảy ra đấy. Tôi động viên bộ đội tức là cố lên khi đánh vào Cần Đai, đánh vào vùng Cần Đai thì sẽ có nước đấy. Thế thì khi mục tiêu xuất hiện thì đại đội trưởng Nguyễn Khắc Bình, lúc này là anh Nguyễn Khắc Bình người Quỳnh Lưu Nghệ An, năm nay cũng đã 84 tuổi, mắt bây giờ còn có 2/10 đấy. Nhưng mà anh ấy, sau này anh trở thành trung đoàn phó của trung đoàn 7 ấy, thì gặp mặt là cán bộ chiến sĩ trung đoàn 7 đâu anh cũng đi, mặc dù mắt chỉ còn có 2/10 thôi đấy. Thì anh đại trưởng Nguyễn Khắc Bình ấy, anh ấy triển khai đội hình tấn công đấy. Tiểu đội trưởng của anh ấy được lệnh là cho Đại Liên nổ súng, rồi tất cả đồng loạt hô xung phong. Đang xung phong cái này gần sát vào bìa phung ấy, thì bỗng nghe có tiếng trẻ con khóc đấy. Thế là bộ đội trùng tay súng luôn, rơi ngón tay khỏi phòng quả.
Thế thì vừa chạm tới đầu Phung Cần Đai thì xuất hiện một con suối Cát Ri. Trong bản đồ nó gọi là con suối Cát Ri nhé. Rộng chừng 10 mét, rộng chừng khoảng 10 mét. Mặc dù chưa chiếm lĩnh được trận địa, địch có phục kích hay không ấy, nhưng mà bộ đội bất chấp là ao xuống suối, vụt mặt xuống uống, có cậu còn vụt cả người cho nó đã, tắm cả người vào cho nó đã. Thì trước cái tình hình như thế thì là tôi và anh Bình đại trưởng lo quá, không cách nào khác thì hai anh em mới chia nhau ra canh gác cho bộ đội uống, cho bộ đội uống. Thế lúc này là địch, tôi nghĩ lúc này mà nếu mà địch nó phục kích ấy, ở bên kia suối mà nó nổ súng ấy, thì có lẽ là bộ đội chết hết. Cho nên là hai anh em bằng cách nào khác rồi thôi, bộ đội nó bất chấp cái sự chết, nó uống nước nó khát quá, tôi sẵn sàng như thế thôi. Khi mà Noane đã khát rồi đấy thì các ông bộ đội người ta bên bẻ oải bắt đầu xách súng đi lên lên bờ. Mà xin thưa với các đồng chí là chỉ mấy phút sau thôi ấy, lúc đầu là mấy cậu là nôn thốc nôn tháo ra, có cậu còn nôn cả mật xanh mật vàng đấy cơ. Thế thì lúc này ấy, là anh Dũng y tá của đại đội thì lo lắng lắm. Anh nói với tôi là thủ trưởng ơi, có lẽ là trúng độc hết rồi, trúng độc hết rồi, bởi vì tất cả là vật vã nôn thốc nôn tháo ra mà, sau khi uống nước mà. Đấy, thì y tá cho rằng đấy là bị trúng độc. Đấy, tôi với anh Bình cũng đều nghĩ như thế, nghĩ như thế. Nhưng mà trong tình huống này thì biết làm sao đây, bộ đội sẽ chết hết à? Chết hết à? Mình không kịp trở tay, bộ đội nó nhìn thấy nước là nó bất chấp cái chết, nó ào xuống nó uống. Đấy, thì bây giờ mình làm sao được, mình làm sao được? Thế thì chừng nửa tiếng sau đấy, sau khi đã nôn ói hết rồi đấy, thì mọi người mật lử ra nằm quạt quại ở dưới nền rừng đấy, gốc cây gốc cối. Thế thì lúc bây giờ nó yên nắng rồi đấy, thì tôi với anh Bình mới dò xuống dưới suối để nghiên cứu. Đấy, xuống suối để nghiên cứu. Đấy, thì mới thấy rằng tức là kinh quá cơ. Đấy, đây là một khúc suối tù, bên dưới là toàn phân bò, phân nghiện, phân ngựa. Nó sâu tới gần đầu gối mình ấy, gần đầu gối mình. Đấy, tôi lội xuống tức là sầu lên, tức là phân trâu, phân ngựa, phân bò, gần đầu gối mình. Bên trên nước nó lắng xuống trông khá trong, khá trong không biết. Đấy, nghĩ thì rùng mình nhưng mà lại yên tâm, lại mừng rằng bộ đội không thể chết được. Nó là bí như thế chứ không phải là độc. Đấy, suối tù mà, cho nước nó không chảy. Đấy, thế và mọi người trở lại bình thường. Đấy, và anh Bình đại đội trưởng ấy lệnh cho trung đội 1 vào trinh sát cái phum đó. Thì trung đội 1 là nổ súng một loạt AK, nổ một loạt AK. Đấy, thế và tôi thì đưa cái ông cụ bắt được trước đó, một ông cụ bắt được trước đó ra sát phum gọi hàng, hàng bằng cái tiếng Khmer. Thế một lát sau thì có mấy người giơ hai tay ra hàng. Lúc đầu là 10 người, rồi 15 người, rồi 20 người, rồi đến cả trăm. Tổng cộng là 400 người dân phum Cần Đai ra hàng, gọi là ra hàng nhưng mà toàn dân thôi. Đấy, thì tôi mới tập trung tất cả mọi người lại nói chuyện và phổ biến rằng là chuẩn bị mọi thứ để bộ đội Việt Nam đưa nhân dân ra vùng giải phóng vào ngày mai. Đấy, không thể để trong rừng được, có định rừng được chứ không chế. Đấy, thế thì sáng hôm sau ấy thì mỗi một gia đình trên một cái chiếc xe bò hành quân, trên một chiếc xe bò hành quân. Người Campuchia đấy thường nhà ai cũng có chiếc xe bò, nhà nào có điều kiện đấy thì chiếc xe bò đàng hoàng, có bánh xe bằng gỗ, có bò kéo. Đấy, mà nhà nào chưa có điều kiện ấy thì xe không có bánh, được bò kéo lê bằng hai cái đoạn tre, hai đoạn gỗ. Như thế là con trượt, con dê, con trượt đấy. Và tất cả gia tài và người đều trên chiếc xe đó có thể rong ruổi khắp thế gian. Đấy, cái thời đấy nó như thế, chiến tranh nó như thế. Đấy, thế thì bộ đội thì vừa đi vừa đánh địch để bảo vệ cho dân, dân dân hành quân. Thế thì khoảng độ là 12 giờ trưa đấy, giữa cái đội hình hành quân ấy, có một cái tiếng nổ long trời, cát bụi tung lên mù mịt nhé. Tôi mới chạy xuống
dưới cái đội hình có tiếng nổ đấy thì thấy một chiếc xe bò, và trên xe bò ấy thì có hai vợ chồng và hai đứa con bị trúng mìn chống tăng của địch. Tức là xe bánh xe bò nó đè lên cái quả mìn chống tăng chôn dưới đất ấy. Người chồng và ba đứa con bị chết. Ba đứa con là người ba người chồng và ba đứa con bị chết, còn người vợ thì bị thương. Đấy. Thì tôi mới tổ chức cho nhân dân chôn cất tại chỗ chú đáo, băng bó điều trị cho người phụ nữ bị thương, rồi lại tiếp tục bảo vệ cho đoàn dân hành quân tiếp. Thì đến tối thì chúng tôi đưa 400 người dân đi về tới trung đoàn. Thế thì sáng hôm sau đấy thì trung đoàn đưa cái thằng trưởng phum ra cho dân xử. Trong cái đoàn đấy là cái thằng trưởng phum thằng ác ôn đấy, ác ôn chỗ đấy chi tiết dân xử. Thì theo như nhân dân ấy, đây là cái thằng trưởng phum ác ôn ấy, nó hắn cùng với chính quyền Campuchia nó gọi là Ang Ka, tức là cái chính quyền của Bôn Bốt nó gọi là Ang Ka, là giết rất nhiều người như chúng ta đã biết đấy. Nó giết như thế này, mỗi một lần đi đập đầu là cứ 50 người một, 50 người một đấy, giết đấy. Thì nhân dân nó mới tố cáo, là nó mới bắt lên cái ông trưởng phum này đấy, để nó tố cáo đây là ác ôn cần phải xử. Thế thì không biết cách nào khác thì chúng tôi bảo bây giờ cho nhân dân xử thôi, thì bảo vệ nhân dân xử thôi. Vì 400 người dân mới ngồi thành cái vòng bán nguyệt ở một cái tràng trống mà chúng tôi bố trí ở trong rừng đấy. Cái tên trưởng phum ấy thì bị trói đứng ở phía trước, ở giữa, phía trước ở giữa. Thế và mọi người cứ lên tố cáo tội ác của hắn, tố cáo tội ác, đâu là mày giết chồng tao, đâu là mày giết con tao, đâu là mày thế nọ thế kia, cứ thế tố cáo thôi. Đấy, có những cái chị là vừa khóc vừa nghiến răng vừa xìa xa xoáy vào mặt cái tên trưởng phum này đấy. Và cái tên trưởng phum này thì có một cái đứa con trai khoảng 10 tuổi đấy, đó, vợ ông thấy vợ chắc là chết rồi, cũng khoai 10 tuổi đấy. Và nhân dân ấy là quyết định là giao cái đứa con này cho một người đàn ông độc thân không vợ không con đã bị Bôn Bốt giết hết để nuôi cái đứa con này. Nó quyết định cái đó và dẫn đứa con đứng sang cái ông kia, cái ông kia rất là hay như thế. Thế và sau đó thì tôi mới thấy, tức là một cái người đàn ông khoảng là 30 tuổi dẫn tên trưởng phum dịch lên gần bìa rừng, xa hơn một chút đấy, bảo hắn quỳ xuống, bảo hắn quỳ xuống. Khi mà cái tên trưởng phum ấy là mới quỳ được một chân ấy, thì bất ngờ cái người đàn ông ấy giơ chiếc gậy quật một phát giữa đầu nó hoáy nhỉ, nhẵn bóng, cái đầu hoáy nhẵn bóng nó phọt óc ra ngay, kinh quá. Đấy. Tiếp theo nữa là mấy người nữa là cầm cuốc cầm gậy, đấy, trong đó có cả phụ nữ đấy, là chạy lên nó xả căm thù vào cái thân thể của cái tên sát nhân nợ máu này. Đấy, tức là lúc bây giờ nhân dân nó mới được thể là nó xả cái lỗi căm thù bao nhiêu năm đấy, mà vào cái tên trưởng phum đấy. Đấy, tất nhiên là lúc bây giờ tôi mới nghĩ đến cái dân tộc Campuchia ấy, nó giết người mặc dù là nợ máu đấy, nhưng mà cũng kinh chứ phải không, cũng sợ chứ phải không. Đấy, thì đấy là cái câu chuyện mà sau giải Campuchia chúng tôi đánh để giải phóng cái phum Cần Đai 400 người dân, nó là như thế. Thì câu chuyện mà bộ đội uống nước phân bò nó là như thế. Chắc là anh em cán bộ chiến sĩ đại đội 5 mà nghe lại câu chuyện này đấy thì chắc là nhớ lắm rồi. Tôi xin kể tiếp một cái câu chuyện mà nói thật nên là tôi rất ngậm ngùi trong cuộc đời chiến đấu của mình. Nó gặp nhiều cái tình huống nó khó khăn, gặp nhiều những cái cảnh sống mà làm cho mình rất là xúc động. Nhưng mà đây là một trong những cái tình huống, một cái nhân vật mà cho đến bây giờ tôi cũng rất là ngậm ngùi, không biết nói cách nào đây để cho nó nghe được, nhưng mà lại phản ánh cái sự thật. Đấy. Đó là cái chiều ngày 8 tháng 3 năm 1979, sau khi đã giải phóng Đông Vinh rồi đấy, thì xe đổ quân Trung đoàn 7 xuống Châu Đốc An Giang, tức là từ đội hình của quân khu 7 ở Campuchia, chúng tôi rút về thành phố Hồ Chí Minh củng cố lực lượng, bổ sung thêm quân, rồi lại hành quân bằng ô tô xuống Châu Đốc An Giang, rồi lại sang Campuchia để mà giải phóng cái tỉnh Cô Công
mà tức là sau giải phóng Campuchia nhưng mà địch nó co cụm lại cái sao huyệt này để nó chống lại cách mạng Campuchia đấy, thì triển khai đội hình ở một cánh rừng thưa sát tỉnh Ta Keo của Campuchia. Tỉnh Ta Keo là vừa được đơn vị sư đoàn 4 với quân đoàn 2 là giải phóng. Thì sáng hôm sau chúng tôi hành quân bằng ô tô sang tỉnh Ta Keo về sống với nhân dân Khmer vừa được giải phóng. Tôi và anh Quỳ đại đội phó đấy thì sang nhà một người dân biết tiếng Việt. Cái bà mẹ này là chạc khoảng độ 50 tuổi, tên Việt là Lái. Tên Việt nên là Lái, Lái bà Lái nhá. Khi nghe tôi hỏi gia cảnh của bà đấy thì bà mới nói rằng là má biết ít tiếng Việt thôi. Các con nghe được câu nào thì nghe, mà không nghe được thì cười với nhau cho vui. Bà nói trước câu chuyện rất là có duyên. Má biết các con là nhớ vợ, nhớ con lắm. Má thương các con lắm. Nói chuyện cho vui vui nhá. Đấy. Để nói về gia cảnh bà Lái thì bà ấy kể như thế này. Bôn bốt nó ác lắm. Nó giết mất chồng và hai con của má rồi. Rồi nó lại cướp sạch mọi của cải của má, đuổi má đi. Giờ má chả còn gì. Các con bộ đội Việt Nam đánh chết hết bôn bốt đi cho nhân dân Campuchia được sống. Bà nói thật thà như thế mà nói lơ lớ tiếng Việt. Thì đến chiều hôm ấy thì trợ lý tham mưu tiểu đoàn là Phạm Quang Thanh, người Nghệ An ấy, dẫn đến tôi một cái chị phung trưởng để hiệp đồng tác chiến. Chị phung trưởng mới của chính quyền ấy tên là Yên, đồng thời cũng là phiên dịch. Thì người chị đậm đà, cái miệng rất là xinh, được cái miệng rất là xinh. Khi đi đường chị Yên mới nói này, đồng bào trong phung nói chung là tốt anh ạ, ai cũng căm thù buôn bốt, nhưng cũng có người còn theo buôn bốt đấy, nên các anh phải ăn uống này, phải chú ý này, sinh hoạt phải chú ý này, không khéo là họ bỏ thuốc độc vào thì gay đấy. Phải nói là chị rất là được đấy. Rất là được. Phung trưởng của chế độ mới cách mạng Campuchia ấy. Tôi hỏi chị là đã có chồng chưa và bao nhiêu tuổi, thì chị bảo là chị 27 tuổi, chồng thì bị buôn bốt nó giết rồi, còn có một đứa ở vậy nuôi con thôi. Chị nói chuyện rất là có duyên đấy, và cử chỉ thì ý tứ tế nhị, lại còn biết nói chữ như người Việt Nam đấy, chứ phải nói là văn hóa họ cũng được ấy. Hôm sau đấy thì tôi đang tính, tức là rủ anh Quỳ đại đội phó lại tiếp tục đến nhà chị Yên để nắm thêm tình hình nhân dân ở trong phung, thì không đi được vì được lệnh hành quân. 12 giờ trưa thì chúng tôi đã có mặt ở thị xã Campos, cái một cái thị xã là sát vùng biển mà rất là tráng lệ, đẹp lắm. Có lẽ bây giờ còn đẹp hơn, lúc bây giờ nó đẹp rồi. Có cái dòng sông rất là trong ở giữa thành phố. Cây liễu nó rủ xuống y như ở Kiên Giang ấy. Nhưng mà lại không có một bóng người, vì bọn Bôn Bốt đã dồn dân lập ấp, lập công xã từ lâu rồi. Đấy. Đại đội đóng quân là một cái vườn cây trái rất là sum xuê, đâu là sầu riêng này, đâu là mãng cầu này, chôm chôm này, xoài này, điều này, nhiều vô kể chứ. Bộ đội thả sức ăn của vô chủ mà. Những trái xoài ở bên ấy nó phải to gấp rưỡi hơn trái xoài Việt Nam, nó chín nó rụng xuống. Mọi thứ thả sức ăn thôi. Đến ngày 23 tháng 3 ấy, thì chúng tôi hành quân đến ngã tư đường 4, tạm thời tổ chức đơn vị chốt chặn ở một cái bìa rừng. Buổi chiều là trời rất là âm u ảm đạm. Đúng lúc là trên bổ sung cho đại đội là 30 chiến sĩ vừa mới hành quân từ Nghệ An, Việt Nam vào sang. Thì tôi quán triệt tình hình mặt trận, rồi phát cho mỗi cậu một cái loại vũ khí để chiến đấu. Vì là mới hành quân đến nên công tác bảo đảm hậu cần kể cả trang bị vũ khí là chưa kịp tiếp tế. Đấy. Nên mỗi chiến sĩ mới về đấy, cũng chưa có vũ khí. Anh thì được cấp quân dao, anh thì cái cuốc chim, anh thì quả lựu đạn, cứ tạm thời xuống trận địa đấy đã. Đấy. Cậu Hùng thì người cao ráo, da trắng, trông rất là thư sinh. Tôi đưa cho cái cuốc chim, Hùng cười vác chiếc cuốc chạy cho dao xuống Hà. Một câu chuyện của Hùng sau này nó rất là liên quan đến
đến cái cuộc chiến này. Thế cho nên tôi tập trung lại, tôi mới nói về anh Hùng sau này cũng có chuyện rất này. Thế thì lúc bây giờ ấy, thì quân khu 9 là mở chiến dịch mang tên B3 để giải phóng tỉnh Cô Công, là cái sào huyệt cuối cùng của bọn Bôn Bốt ở mặt trận miền Tây Campuchia. Thế là trung đoàn 7 là cái mũi chủ yếu được ra nhiệm vụ chọc thủng cái tuyến phòng thủ của địch. Đấy, phòng thủ của địch. Để làm bàn đạp cho trung đoàn thực hiện chiến dịch thì tiểu đoàn 2 chúng tôi là vượt sông nước mặn. Cái sông đấy là cái bờ sông nó nối từ ngoài biển vào bên trong. Đấy, trong bản đồ nó ghi cái tên sông là sông nước mặn. Đấy, mà nó nước mặn thật, nước lợ, nước trong vắt, nước lợ. Thì thay chốt cho tiểu đoàn của sư đoàn 4, thay cái chốt của một cái tiểu đoàn sư đoàn 4. Cuộc bàn giao chiếm lĩnh trận địa trong đêm khá vội vã, khá vội vã. Đơn vị bạn bàn giao cho biết là cái chốt của đại đội này trước đó là mấy lần mất. Đấy, nó nói lại như thế. Ngôn ngữ mất chốt ấy, của bộ đội rất là nhạy cảm. Bởi vì là mất chốt đồng nghĩa với hy sinh mất mát, không hoàn thành nhiệm vụ và hy sinh mất mát rất lớn. Thế thì cái sông nước mặn ấy được ngăn cách giữa rừng và biển, nước trong vắt nhìn thấu đáy bởi vì nước lợ. Vì vậy cho nên bộ đội phải chuyên chở nước từ phía trong sâu để ra để mà dùng. Cái đấy toàn nước lợ hết. Đấy. Địch thì được xác định là phía trước. Đấy. Chúng đang bị ta dồn lại giáp biên giới Thái Lan. Đấy. Địa hình tỉnh Cô Công là sát biển, nhưng đến phần 3/4 là núi rừng rất là hiểm trở. Là tôi đã có cái dịp, tôi đã viết cái cuốn tiểu thuyết Bên Dòng Sông Mê, là trình bày lại toàn bộ cái cuộc chiến của trung đoàn 7 tham gia chiến dịch B3 này. Cuốn tiểu thuyết được giải thưởng Mê Công. Thế thì vừa thay chốt đêm thì sáng địch đã đánh vào trận địa của đại đội 7. Trận địa đại đội 7. Đại đội 7 nhưng mà lại chủ yếu là đánh vào cái chốt tiền tiêu của trung đội 1 do đại đội phó Nguyễn Hữu Đang chỉ huy. Tức là bao giờ chốt thì nó cũng có 3 trận địa mà. Đấy, 2 trận địa phía trước, 1 trận địa phía sau, toàn bộ ở giữa. Đấy thì trong cái trung đội 1 là cái chốt chủ yếu ở phía trước. Đấy. Thế thì đấy là đại đội 7 nhá. Đại đội 5 chúng tôi được phân công chốt chặn ở phía sau. Đấy, tức đơn vị dự bị đấy. Phía sau gọi là thế chân vạc mà. Thì cái mắn chân ở phía sau là đại đội 5. Buổi trưa nó nóng như đổ lửa, nóng lắm. Chui xuống dưới hầm ấy thì mùi muối mặn ẩm mốc khó chịu lắm. Thế thì tôi lần mò trọn trong đống thư, lấy được bức thư của vợ đại đội phó Quỳ cùng đọc. Ông Quỳ người Hải Phòng mà. Giờ ông sống ở trong Đắk Lắk. Thì trong bức thư thì cô nàng mới đặt câu hỏi như thế này: sao lại đi lấy chồng bộ đội? Ê, ông ấy đùa với chồng, cô ấy đùa với chồng. Rồi cuối thư ấy, cô nàng mới viết tức là lần sau anh viết thư về anh cứ ghi là cái câu này: em yêu quý nhé, để em biết là anh còn yêu em 3 tháng nữa, là một quý mà, yêu quý là một quý. Và cô ấy đùa như thế, mấy anh em cứ đọc đùa với nhau. Ở chiến trường ấy thì thư của bất cứ ai đều học đọc chung cả, chung hết tất cả mọi thứ, không ai giấu ai cái gì cả. Vợ chồng Quỳ đi thì cả tìm hiểu và cưới ở với nhau cũng có 3 tháng rồi xa biển biệt. Liệu rằng, tôi mới ngồi tôi nghĩ là liệu rằng kết thúc cái cuộc chiến này không biết đừng họ còn gặp nhau nữa không. Lỡ như anh Hãng, lỡ như anh Xìn, lỡ như anh Lại thì sao? Chiến tranh rút cạn nước mắt của đàn bà và hút cạn máu đàn ông, nó là như vậy. Đấy, anh Hãng bỏ lại 3 đứa con gái và người vợ, anh Xìn 2 đứa con trai và một người vợ, anh Lại 2 đứa con trai và một người vợ để ra đi. Thế và đến khoảng 6 giờ sáng ngày 26 tháng 3 thì chốt trung đội 1 của đại đội 7 rơi vào tay giặc. Chúng tôi gọi là mất chốt ấy. Đấy, đúng như mà đơn vị bạn trước đây đã bàn giao là liên tục mất chốt ở cái vị trí này. Thì ngày hôm sau thì biết chốt. Tôi lúc bây giờ tôi mới thấy, nghe tin mất chốt cái là tôi mới chạy lên sở chỉ huy tiểu đoàn, thấy tiểu đoàn trưởng Cao Đức Ngoan đang đăm chiêu ngồi ở cửa hầm tác nghiệp bản đồ suy nghĩ. Thấy tôi, ông nói giọng Quảng Bình là chết cha rồi, làm thế nào lấy lại được chốt.
Thế thì vừa lúc đó thì anh căn đại đội trưởng đại đội 6 người Thanh Hóa đấy, anh cũng chạy lên hỏi tôi là: Minh ơi, thằng Đang cũng chưa thấy về hả ông? Đang là đại đội phó chỉ huy cái trung đội này. Đấy, tôi mới trả lời là không hiểu, còn mỗi cậu cờ sống sót trở về thôi. Thế thì thưa với các đồng chí là từ năm ngoái khi còn ở chiến trường quân khu 7 thì tôi nghe tin đại đội 7 được trung đoàn điều về đại đội phó Nguyễn Hữu Đang, vừa tốt nghiệp trường sĩ quan lục quân 2. Đấy, người cùng quê Thái Bình với tôi. Nhưng mà mãi đến cả một tuần sau khi mình bị chuyển về phòng ngự ở Phung Trà Trịa ấy, thì tôi mới lại sang đại đội 7 và gặp được anh Đang. Đấy, anh Đang là người tròn lẳn này, không trông hiền như là củ khoai lang ấy thôi. Đấy, trong hầm ấy, phía bên cạnh chứ cái bà cái lột tượng gạo nhá, thì bao giờ ông tôi cũng lấy cái lột tượng gạo làm gối mà, làm gối ở trong hầm. Đấy, thì tôi thấy một cái cuốn sách bìa xanh, ngoài bìa có cái hàng chữ in là trường sĩ quan lục quân 2. Đấy, thì bà tôi cầm lên xem. À, thì hóa ra ấy, là bìa là cuốn vở học tập của học viên trường sĩ quan, nhưng mà ruột ấy, lại là những bức thư của vợ anh Đang đã được anh Đang ghim lại rất là cẩn thận. Đấy, mỗi trang anh lấy bút chì xanh đỏ viền khung, và bốn góc nhá là anh trang trí bằng những cái hoa văn hay là đôi chim bổ câu hay là những bông hoa rất là đẹp. Tôi mới thầm nghĩ là mà cha này yêu vợ nhất trung đoàn. Tức là gối đầu giường đấy, đi chiến đấu mà mang theo đấy, đầu giường không thì đáng nhẽ ra anh để ba lô chứ mà không đi theo thế. Thế thì cái hôm đại đội 7 được phân công phòng ngự trận địa chính ở chỗ này đấy, thì trong đó trung đội 1 chốt giữ trận địa Tiền Tiêu ấy, thì anh Đang được đại đội phân công trực tiếp chỉ huy trận địa phòng ngự của trung đội 1. Tôi gặp anh Đang đang nhét mấy băng đạn vào bao đạn, và anh không quên là nhét thêm cái cuốn sách tôi gọi là sách thư vợ, tôi đặt tên là sách thư vợ ấy, cái cuốn sách vừa nói đấy, vào cái bao đạn ấy. Tôi mấy mồm tôi cười, tôi nói là thôi hay là ông đưa sách thư vợ cho tôi giữ cho nhỡ, thì câu đó ông hiểu tức là nhỡ ông hy sinh mất đấy nhỉ, thất lạc mất. Thấy tôi cười mỉm thì ông Đang mới bảo tôi là: anh ạ, đây là động lực tiếp sức cho em đấy. Và anh nở nụ cười hiền khô như là cái bông hoa húng liều với khô ấy, hiền lắm, lão đấy hiền lắm. Thế thì sau này anh Cờ là người duy nhất của trận địa đấy sống sót trở về, anh có kể lại như thế này. Anh Cờ mới mất 2 năm nay, người Quảng Ninh trước đây vẫn gặp, tôi mới biết tên thêm 2 năm nay anh mất. Thì anh mới nói là sau 2 ngày chiến đấu thì trung đội 1 có 9 tay súng, trung đội có 9 tay súng thôi, còn thương vong hết rồi. Dưới sự chỉ huy của đại đội phó Nguyễn Hữu Đang ấy, thì chúng em giành giật với địch từng mét giao thông hào rất là quyết liệt. Đấy, đánh lui hàng chục đợt tấn công. Đấy, tiêu diệt hàng chục tên địch. Nhưng đến ngày thứ 2 đấy thì 7 người hy sinh. Chỉ còn có mình anh Cờ và anh Đang. Đấy, anh Cờ và anh Đang. Đến sáng ngày 25 ấy thì địch cho một tiểu đoàn tấn công bằng tất cả binh lực của hỏa lực vào trận địa. Đạn hết, anh Đang thì cứ ôm riết khẩu đại liên còn mấy viên đạn. Anh mới hét là: Cờ rút lại phía sau, báo cho tiểu đoàn chi viện. Đấy. Thế thì Cờ cứ chần chừ, nhưng mà anh Đang là quyết định và ra lệnh là về ngay không muộn rồi. Đấy, và anh Cờ rút về phía sau về báo, để báo với tiểu đoàn. Thế thì như chúng ta đã biết, tức là sau đó địch nó tràn lên thì chỉ còn mấy viên đạn đến mình anh Đang thôi, và nó chiếm được chốt. Thì sáng ngày 26 tháng 3, đấy, thì tiểu đoàn 2 chúng tôi tức là dốc toàn lực lượng để đánh chiếm lại cái chốt đấy, đánh chiếm lại cái chốt đấy. Mà đánh chiếm tức là mãi đến 13 giờ trưa được cái sự yểm trợ của pháo binh và tiểu đoàn 1 nữa thì chúng tôi mới giành lại được trận địa, giành lại trận địa chốt đấy. Thì có một cái cảnh tượng vô cùng đau xót. Đấy, vừa rồi anh Tước anh bổ sung tôi cả tên tuổi từng người này một đấy, anh Tước Thanh Hóa đấy. Thì một cái cảnh tượng vô cùng đau xót là 7 liệt sĩ của trung đội 1 bị giặc là dùng súng AK và súng M79
bắn như thân xác. Tôi dùng câu là bắn như thân xác nhé. Đấy, khuôn mặt là nát bét, chỉ còn là một đống thịt lầy nhầy. Đấy, đầu vỡ tan, nhúng lại còn những cái tròm tóc lơ thơ. Đấy, lơ thơ. Đấy, thế thì chúng tôi là chỉ biết nhận diện đồng đội bằng những đặc điểm của áo quần thôi. Áo quần thôi. Đấy, anh Lê Chí Rẻn là đại đội trưởng đại đội 7 với câu hỏi là: Minh ơi, thằng Đan không thấy đâu, trong 7 cái xác đó không có xác Đan, không thấy đâu. Đấy, không thấy đâu. Thế và chúng tôi là bới cả dao thông hào, rồi là tỏa rộng ra từng ra cánh rừng, mò dưới sông vẫn không thấy Đan, vẫn không thấy Đan. Rồi những năm sau đó đấy, là mỗi khi có điều kiện tôi lại cho bộ đội về tìm kiếm, nhưng mà vẫn biệt vô âm tín, không thấy Đan đâu cả. Ừ, có thể chúng tôi nghĩ đấy là có thể tức là giặc đã bắt sống được anh và cắt tiết rồi ném xác xuống sông, mà chúng vẫn thường làm, vẫn chúng thường làm đối với đối phương. Đấy, thưa với các anh các chị, gần đây như tôi nói lại một chút này, gần đây thì cách đây mấy tuần đấy là anh Tước ở Thanh Hóa, anh là công vụ của anh Đỏ tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2, anh thống kê cho tôi là 7 tên tuổi, 7 người, 7 người về quê quán mà như tôi đã nói ở trong cái trận địa này hy sinh ấy, không có anh Đang, anh Đang nữa là 8. Đấy. Thế thì thưa với các đồng chí là 10 năm sau, tức là năm 1989 ấy, thì chúng tôi từ chiến trường Campuchia, tôi thì về công tác ở tỉnh đội Thái Bình, đã mấy lần tôi dừng xe ở đầu xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, định vào thăm gia đình Đang, nhưng mà cứ ngập ngừng thì lại thôi, ngập ngừng lại thôi. Biết trả lời bố mẹ anh Đang như thế nào đây? Nếu ông bà hỏi là mai táng em nó ở nghĩa trang nào? Đấy, chính vì vậy tôi băn khoăn, không dám vào, không dám vào. Và mấy năm sau nữa đấy, khi mà tôi đã về Tổng cục Chính trị rồi ấy, thì trong một cái dịp đi thẩm tra lý lịch kết nạp đảng của một cái đối tượng ở chính xã ấy, tức là xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình ấy, thì tôi mới mạnh dạn vào thăm gia đình anh Đang. Đấy, thế thì ông cụ bố anh Đang đây còn rất là khỏe mạnh, rất là khỏe mạnh nhé. Ông cùng với đội thợ đang xây nhà cho con. Và tôi thật rất bất ngờ, tức là anh Đang đấy, anh mặc cái áo lót, đấy, quần bộ đội ra chào tôi. Đấy, tôi mới đơ người ra này, tôi bảo ơ, mày còn sống à? Đấy, thế thì thấy tôi bất ngờ quá thì anh phó chủ tịch xã cùng đi với tôi đấy, ông ấy vội giải thích ấy, đây là cậu em sinh đôi với anh Đang anh ạ, giống quá. Đấy, hôm đó ấy, nói thật với các đồng chí, tức là tôi cũng ngậm ngùi lắm, tôi mới thưa với gia đình anh Đang rằng tức là xác anh Đang đã hòa với đất nước Angkor rồi. Tôi nói với ông như thế. Đấy, chứ không dám dùng cái từ tức là mất xác. Nói như vậy gia đình cũng hiểu thôi, nhưng mà nó cũng đỡ. Ông cụ rất là ngậm ngùi. Và tôi nhìn thấy là có hai giọt nước mắt sữa ra lăn dài trên gò má, khắc sâu những vết buồn khổ nạn của người nông dân, của người cha liệt sĩ mà ở đấy rất xa vời đất nước Angkor huy hoàng, đất nước Campuchia. Vì tôi mới nhìn lên cái khung ảnh của gia đình ấy, có rất nhiều ảnh của gia đình nhưng mà trên khung ảnh không thấy bức nào của anh Đang cả. Tôi mới hỏi rằng là ông còn di vật nào của anh Đang không ạ? Ông cụ lắc đầu. Tôi lại hỏi rằng là vậy chị Tròn, vợ anh Đang thế nào rồi? Đấy, anh có vợ mà. Đấy, vợ chưa có con. Ông cụ lặng im một lát rồi ông nói một cách chậm rãi, một cách ngậm ngùi: anh ạ, sau một tháng em nó hy sinh thì gia đình biết tin, vợ nó xin phép về ở với ông bà ngoại, rồi sau này em nó tái giá, mấy năm sau khi sinh đứa con đầu, em nó có về xin cái áo còn lại duy nhất của Đang làm gì đấy, giờ nhà chả còn gì. Thực sự tôi rất ngậm ngùi, không còn kỷ niệm nào. Rất ngậm ngùi, xác không còn.
Đấy, quần áo không còn, ảnh không có. Đấy, ảnh không có. Mà tôi nghĩ rằng là hôm mấy nếu mà ông giao cho tôi cái cuốn sách đấy thì nhiều khả năng tôi còn giữ lại. Vì lúc bây giờ tôi đứng về cái phía anh đang thì thấy nó ngậm ngùi. À, người lính mất đi rồi, để giữ lại một cái gì đó không phải là dễ dàng, rất là khó khăn. Trong quân đội nó có một cái bộ phận chính sách, tức là có được di vật lịch sĩ là phải bằng mọi giá gửi về gia đình. Đấy. Thế thì nghe ông cụ nói thì tôi cứ nghĩ mãi, đúng là cứ nghĩ mãi. Bây giờ tôi vẫn nghĩ là nếu như hôm ấy ở bờ sông nước mặn ấy, anh đang gửi lại tôi cái cuốn tôi gọi là sách thư vợ ấy, thì bây giờ di vật cuối cùng của đang chắc chắn là vẫn còn.